Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và có lẽ là trong những ngày gần cuối năm 2020 như thế này thì các bạn cũng đang rất nhiều những việc bộn bề xung quanh để có thể kết thúc một cái năm mà đầy những cái biến động xảy ra. Và trong video này thì mình cũng sẽ gửi tới cho các bạn một chiếc laptop gaming cuối cùng của năm 2020 đến từ nhà MSI. Và bạn này thì có tên là Gaming Bravo 17. Kiện hàng thì cũng đã đến rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn khui ra bên trong của chiếc sản phẩm này để xem là có những cái gì hay ho thú vị của một sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho các bạn vào cuối năm 2020 này nhé. Thực sự là rất là nặng. Đây, một chiếc laptop đến từ thương hiệu MSI. Và đối với những chiếc laptop gaming thì mình nghĩ rằng là cái điều chúng ta cần đó là một cái thiết kế khỏe mạnh chắc chắn. Hai nữa là đương nhiên cấu hình thì phải đủ khỏe để chúng ta có thể chiến được hết tất cả những cái tựa game hot hit hiện tại ở thời điểm hiện tại. Ôi, hình như là mình mở ngược rồi các bạn ạ. Không biết là... À đây. Đây, trong này chúng ta sẽ có laptop được bọc khá là kín và chắc chắn. Đây sẽ là hộp dây nguồn. Maybe. Thôi tạm dẹp những cái này xuống bên dưới đã. Ở trong phần hộp này thì mình sẽ mở ra trước xem chúng ta sẽ có những cái gì trong này. Vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ có một... dây nguồn. Đây là cục bộ cục sạc các bạn ạ. Nhưng mà khá là to và nặng. Mình sẽ lấy ra để cho các bạn xem. To bằng cái mặt mình luôn á. Đó. Thôi để tạm sang đây để chúng ta đi đến với nhân vật chính. Đây là chiếc laptop Gaming Bravo MSI 17. Wow. Khá là nhiều phụ kiện đi kèm. Hình như là mở ngược rồi, nhưng mà thôi cho các bạn xem qua về thiết kế bên tổng thể của bạn này đã. Rồi, tổng thể thiết kế bên ngoài khi mà mình cầm trên tay chiếc laptop Gaming Bravo 17 này thì đầu tiên mình thấy là có một cái thiết kế cực kỳ là mạnh mẽ và hợp với lại các cái bạn nam nói chung khi mà mua một chiếc laptop gaming. Rồi ở cái phần mặt trước này sẽ là được thiết kế bằng kiểu đây là nhôm phay xước. Với thiết kế như thế này mình thấy là khá sang trọng cũng như là sẽ không có cái sự bám dính vân tay nhiều giống như là những cái chất liệu khác, nên là đây là một cái điểm mình thấy khá là ưng ý. Hơn nữa là trên cái thiết kế của chiếc laptop này thì chỉ có phần mặt trước này cũng như là cái phần đây. Phần trackpad này ở đây của chúng ta thì sẽ được làm bằng nhôm thôi, còn đâu tổng thể bên ngoài tất cả những thiết kế khác thì đều là bằng nhựa. Nhưng mà có một điều bên ngoài thì không bám vân tay, nhưng mà vào bên trong này mới sờ một chút thôi thì cũng đã có dấu hiệu bám vân tay rồi. Thế lại là một điểm trừ các bạn ạ. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi tiếp đến những cái phần tổng quan bên ngoài khác thì ở bên trái và bên phải này của chúng ta thì sẽ là các cái cổng kết nối. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cổng LAN này, cổng Type-C, tai nghe và mic. Bên này thì sẽ là một cổng cắm nguồn, một cổng HDMI và ba cổng USB 3.0. Và có một điểm thiết kế nữa khá là hay ho khi mà ở hai bên đều được thiết kế hai khe tản nhiệt như thế này. Cái này thì sẽ giúp cho máy của bạn tản nhiệt được tốt hơn, nhiều hơn trong cái quá trình mà làm những công việc nặng hay là chơi game thời gian dài. Tuy nhiên sẽ có một xíu xíu bất tiện, đó chính là chúng ta sử dụng chuột thì sẽ ở bên tay phải, không thường chúng ta sẽ sử dụng chuột rời. Nhưng mà khi mà sử dụng như thế thì cái hơi nóng từ phía khe tản nhiệt bên phải này sẽ phả ra và đôi khi là sẽ dính vào tay chúng ta. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ rằng đây nó cũng sẽ chỉ là một cái bất tiện nhỏ thôi và nó sẽ không quá ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta sử dụng trên chiếc laptop Bravo Gaming 17 này. Và lật xuống phía mặt dưới này thì sẽ là một cái phần tản nhiệt khá là lớn cũng như là một số thông tin về máy ở đây. Và mình thấy một cái điểm đặc biệt đó chính là bốn cái chân đế cao su. Bình thường thì các máy khác sẽ được thiết kế theo kiểu hình tròn thôi, nhưng mà đây đã được thiết kế cách điệu đi cũng khá là đẹp và giúp nâng cao máy hơn so với bề mặt phẳng các bạn đang sử dụng và tản nhiệt cũng tốt hơn nữa. Nói chung tổng thể là với một cái thiết kế máy gaming như thế này với một cái tông đen là chủ đạo, thiết kế thì cũng khá là mỏng vừa phải, nhẹ nhàng, tầm khoảng độ 2 cân 3, thì không những là phù hợp với bạn nào sử dụng cho mục đích gaming mà làm việc văn phòng cũng đều ok cả. Đây nói chung là một cái điểm cộng dành cho chiếc laptop này trong video ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ đi xem phần cấu hình cũng như là thiết kế bên trong như thế nào. Và trước khi đến cấu hình thì có lẽ là sẽ nói sơ qua cho các bạn về phần màn hình cũng như là bàn phím đi. Thì như nãy mình cũng có nói với các bạn thì là ở bên ngoài chúng ta không bám dính vân tay, nhưng mà vào phần trong này thì nó sẽ hơi bám dính một chút. Nói chung là bạn nào với kiểu bị ám ảnh về việc sạch sẽ thì sẽ không thích, nhưng còn đối với mặt bằng chung anh em con trai thì nói chung đều là ok vì nó là màu đen mà. Rồi hơn nữa là mình đang thấy có một chút thắc mắc ở đây và kiểu không hiểu tại sao mà nhãn hàng lại để cho cái phần thiết kế ở phần trên này rộng, rất là rộng như thế này.
mà chỉ có duy nhất một cái nút nguồn thôi, không có một thêm một bất kỳ một cái chức năng nào khác cả. Trong khi đó cái phần ở dưới này, phần để kê tay để có thể sử dụng phím cũng như là trackpad thì nó lại rất là nhỏ. Đến như kiểu các bạn có thể thấy đây, nhìn cận nhá, là tay mình là tay con gái này. Nhưng mà mình cũng bị cấn ra bên ngoài, huống hồ chi là nếu tay con trai sẽ to hơn. Nếu mà dùng trong cái thời gian dài thì chắc chắn là sẽ mỏi tay rồi. Cả phần trackpad này cũng thế, tuy rằng là mình sử dụng, mình đã thử trải nghiệm thì nó khá là mượt mà, nhưng mà nó lại bé hơn so với mặt bằng chung của nhiều chiếc laptop khác đến từ nhà MSI. Nói chung là đây là một cái điểm mà mình thấy hơi thắc mắc một chút thôi. Nếu như chiếc laptop này được cải tiến ở cái phần này thì mình nghĩ thế rất ok hơn. Và tiếp theo thì đó là cái điểm mạnh lớn nhất của chiếc laptop gaming 17 này, đó chính là về phần cấu hình. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta được trang bị một cái màn hình với kích thước lớn lên tới là 17,3 inch. Rồi có tấm nền, trang bị được tấm nền IPS này. Hơn nữa là có cái tấm viền, cái viền benzen này rất là mỏng, nhẹ, tinh tế. Và tần số quét của chiếc màn hình này lên tới là 144Hz. Cái này thì rất phù hợp với lại những anh em game thủ này, hay là những bạn nào muốn sử dụng chiếc laptop này để có thể chơi các cái tựa game FPS. Thế nhưng mà có một điểm lưu ý ở đây, cũng như là một cái điểm khuyết của chiếc laptop này, đó chính là nó sẽ phù hợp hơn đối với những bạn nào sử dụng để chơi game hay là làm việc bình thường. Còn đối với những bạn nào sử dụng để thiết kế đồ họa này hay là dựng phim thì chúng ta sẽ cần cân nhắc một chút. Bởi lẽ là vì cái độ chuẩn màu ở đây thì nó chưa được cao cho lắm. Và đi sâu hơn vào phần chi tiết cấu hình của máy thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta đang sử dụng chiếc CPU Ryzen 7 4600H. Và có lẽ đây là chiếc laptop sử dụng con chip khỏe hơn hẳn so với những cái laptop gaming tầm trung ở thời điểm hiện tại, khi mà chỉ có 4 nhân hoặc tối đa là 6 nhân mà thôi. Hơn nữa thì có lẽ là 4600H thì các bạn cũng đã biết được cái sức mạnh của nó đến như thế nào rồi. Nó có lẽ còn hơn hẳn một số những CPU để bản khác. VGA ở đây đi kèm thì được trang bị là RX 5500M, thoải mái cho anh em chiến các tựa game mà quên đi khoản giật lag. Có chăng là máy có nóng lên chút nhưng mà anh em cũng không phải lo, nhờ công nghệ là Mass Cooler Boost 5 tản nhiệt riêng cho CPU và GPU tới 7 ống đồng dẫn nhiệt, 2 quạt và 2 hốc xả gió. RAM ở đây là 16GB, Wi-Fi 6 và phiên bản đang có trên bàn ở đây được gắn sẵn là một SSD 512GB. Cái này thì thoải mái cho anh em lưu trữ và yên tâm, nếu như anh em muốn mở rộng ổ lưu trữ thì vẫn có thể thoải mái nâng cấp lên trên chiếc laptop này nhé. Còn nữa, nếu như anh em nào là fan của đèn đỏ lập lòe thì cũng không thể nào quên được cái thiết lập Perky RGB của SteelSeries. Nói chung là các bạn có thể tùy ý lựa chọn theo cái sở thích cá nhân của mình trên chiếc bàn phím này. Và ở đây thì mình cũng đã sẵn có một số cái tựa game hot hit nhất ở thời điểm hiện tại rồi, nên là mình cũng sẽ test thử cho các bạn để có được cái nhìn trực quan nhất về cái việc sử dụng em máy này khi mà chơi game nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi, let's go. Đánh giá về game của mình. Còn chốt lại ở đây thì chiếc laptop này hiện tại đang có giá là 24.489.000 đồng bán tại Hà Nội Computer. Các bạn có những ý kiến đánh giá gì về em đó thì cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, xem tới đây rồi thì đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nam Minh xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.